Thưa quý vị, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vừa qua, trên địa bàn Đà Nẵng đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết và 3 người bị thương, giảm 1 người chết và tăng 2 người bị thương so với cùng kỳ Tết Canh Tý. Tuy nhiên, thành phố không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, bảo đảm cho người và phương tiện lưu thông thông suốt an toàn. 2 vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào ngày 29 và mùng 4 Tết âm lịch trên địa bàn phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn và xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Nguyên nhân chủ yếu là chạy quá tốc độ quy định và không quan sát khi vào đường ưu tiên. Theo Cảnh sát Giao thông thành phố, năm nay do tình hình dịch bệnh phức tạp nên lượng người và phương tiện tham gia giao thông mật độ thấp. Tuy nhiên, số phương tiện vi phạm an toàn giao thông tăng cao, tình trạng vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ quy định được camera giao thông ghi lại khá phổ biến. Trong những ngày Tết thì cũng tạm thời ổn định do cái tình hình dịch Covid-19, tình hình đi lại cũng hạn chế, đặc biệt là các cái phương tiện ra vào cửa ngõ thành phố đã được kiểm soát một cách kỹ lưỡng. Cái hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến như là quốc lộ 1A, quốc lộ 14B, đường Tránh Nam, Hầm Hải Vân, Túy Loan và các khu vực bến xe là có cái tình hình là ổn định hơn so với các năm trước. Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các lực lượng chức năng đã huy động tối đa lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Do đó, tình hình trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định, không để xảy ra những phức tạp, không để xảy ra đua xe trái phép. Đặc biệt, tập trung kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Riêng trong 7 ngày nghỉ Tết đã phát hiện xử lý 82 trường hợp vi phạm. Cho tới thời điểm này, thì khi mà mọi hoạt động trở lại bình thường, thì riêng đối với lực lượng cán bộ chiến sĩ của phòng giao thông cũng đã bắt tay vào công việc đầu năm, tổ chức các cái hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm cũng như là công tác tuyên truyền, hướng dẫn trong cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đến từng người dân. Và phương hướng là trong năm nay sẽ tiếp tục tổ chức các cái giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố theo ý kiến chỉ đạo của giám đốc công an thành phố. Bên cạnh việc phối hợp với các cơ quan chức năng duy trì giám sát người và phương tiện qua lại 14 chốt chặn tại các cửa ngõ ra vào thành phố, hiện lực lượng Cảnh sát Giao thông thành phố mở được cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trọng tâm là xử lý vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ và lỗi vi phạm để dẫn đến tai nạn giao thông.